Hello các bạn đã quay lại kia tiếp theo của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một món cũng liên quan tới gà đó các bạn. Mà hôm nay mình sẽ làm nghe tới gà, cái gà nó gáy luôn. Thì hôm nay mình sẽ làm cái đùi cánh gà chiên nước mắm các bạn. Thì hồi sáng mình ra chợ mua được một ít cánh gà đó. Thì hôm nay mình sẽ làm cánh gà chiên nước mắm. Gà nghe cái nó gáy quá trời luôn. Đây cánh gà sẽ anh mua các bạn, cánh gà tươi tươi quá trời luôn nè. Thì mình sẽ đem đi hấp sơ cái các bạn, hấp sơ cho nó chín sơ cái rồi mình đem chiên sau nha. Thì hôm nay mình ăn kèm với rau cần thơm nè, cải salad với cà nha các bạn. Bây giờ mình đem cánh gà nè, mình đem hấp cho rồi nha. Hấp xong mình sẽ chiên nước mắm sau nha. Cánh gà các bạn đem đi hấp sơ nha các bạn, chứ mình đừng có luộc, luộc nó sẽ ra cái chất ngọt trong cánh gà hết thì cánh gà không còn ngon nha. Thì mình có để mấy miếng gừng á, cho nó khử cái mùi của con gà bay hết nha các bạn. Thì nó sẽ có cái mùi thơm của gừng nha. Giờ mình hấp xong mình đem ra chiên. Thì mình chiên hôm nay để chiên nguyên cánh luôn. Là mình xỏ lụi như vậy đó các bạn, cho cánh gà thẳng mình chiên nó dễ chín hơn nha các bạn. Chín các bạn ơi, thơm quá. Thơm cái mùi gừng các bạn. Thì nó còn không còn cái nghe cái mùi gà nữa. Bây giờ mình đem ra rồi mình chiên nha các bạn. Bây giờ mình chiên dầu ăn chiên cánh gà sơ trước một cái nha các bạn. Rồi mình sẽ chiên nước mắm sau nha. Đây là cánh gà của mình hấp nè các bạn. Để mình hấp nãy giờ mình chiên nha. Để nguyên cánh chiên luôn. Nhìn nó vàng trắng trắng đẹp á. Chút xíu chiên nó mới ngon. Giờ cánh gà chín nữa các bạn ơi, giờ mình đem ra rồi mình chiên nước mắm sau nha. Thì chín hết trơn nè. Ok, là cái phần quan trọng các bạn. Bây giờ mình sẽ chiên nước mắm nha. Thì mình cũng chế miếng dầu nha các bạn. Đây là gừng mình băm sẵn các bạn ơi. Xào gừng cho nó vàng lên rồi mình chiên nước mắm nha. Đây là cái chén nước mắm đường của mình trộn chung luôn các bạn. Thì mình trộn nó tan rồi để vô mình chiên cho nó dễ nha các bạn. Hay nước mắm đường nè. Đây là phần quan trọng nha các bạn, là phần khâu cuối cùng, gà chiên nước mắm. Cánh gà chiên nước mắm chứ. Không gà và ăn gà và muốn như con gà luôn. Rồi, chia bốn cánh trước đi. Ok, giờ chín rồi các bạn ơi, đem ra thưởng thức nha. Đây là cái mâm rau đã chuẩn bị sẵn các bạn. Mình ăn kèm với rau sống nha. Đó, cánh gà chiên nước mắm của mình. Hơi bị ngon đó. Ok, giờ mình đem ra hết rồi, mình thưởng thức review cho các bạn biết cái mùi vị như thế nào nha. Thấy xong rồi các bạn ơi, đây thành quả cánh gà chiên nước mắm mình nè. Mình ăn kèm rau sống nè, có chén nước mắm để mình chấm rau sống nha các bạn. Ồ, quá ngon luôn, hấp dẫn các bạn. Giờ đem ra mình thưởng thức nha. Quá ngon. Ok, giờ đã xong các bạn ơi, bây giờ mình đem ra mình thưởng thức, mình review thử các bạn nha. Rồi, coi nó mùi vị như thế nào nha. Bây giờ mình mời các bạn cánh gà chiên nước mắm. Tuy rằng nó hơi bị đen đen, nó bị đường các bạn, mình bỏ đường nhiều quá. Mời các bạn nha. Đây mời các bạn nha, ngon lắm. Chưa ăn nó biết ngon rồi nè. Nó có cái vị gừng á, thơm thơm ngon á, đường, cái vị nước mắm nữa. Nói chung là nó vừa ăn các bạn, ngọt ngọt, mặn mặn, có vị gừng nó thơm nữa, ngon lắm. Đây các bạn, xem nè, dạ, đó, giờ ngon lắm. Nói chung là vừa ăn ngon, hơi, dầu hơi nhiều các bạn, mình chấm với nước mắm chua cho ngon các bạn ơi. Ăn kèm với rau sống,
Đây là rau cần thơm à. Đây kêu cái gì, rau cần tàu các bạn, thơm lắm. Mấy bữa nay quay không có con gái của mình các bạn, mình cũng hơi buồn. Vì thật ra thì rất khó quá. Thì cũng có mấy người bạn của mình á, nói bây giờ những cái video mình quay với con gái mình á là phải dạy chế độ riêng tư á. Cho nên mình này, những cái video mình quay chung con gái mình các bạn, mình để chế độ riêng tư hết luôn các bạn ơi. Thì mình sợ công khai á, công khai ra thì sợ bị tắt kiếm tiền, giờ bị tắt bình luận các bạn. Thì lúc đó là mình trắng tay luôn, không còn gì nữa. Cái cải xà lách các bạn, thì rau cần thơm, rau cần tàu, mình cặp chung. Rồi chén mướp mình các bạn, ô chén mướp, chén nước mắm mình các bạn. Ủa gà mình ăn gà không bà, gà cáp chê, đùi gà cáp chê, đùi gà thích me, hôm nay ăn cánh gà, ăn chân phải có ăn tay chứ. Nó có mùi vị nước mắm á, chứ cái mùi vị của gừng á, thơm thơm, ăn nặc, ăn thơm thơm đó, nó hòa tan cho có họng, nó thơm ngon lắm bạn. Mình thích ăn rau sống các bạn biết sao không? Thì mình ăn rau sống nó dễ tiêu quá cho mình các bạn, thì nó tốt cho sức khỏe nữa. Đây mình cặp gì đây, nhận cánh gà thịt nhiều hơn đùi gà các bạn. Nó thịt từ tưởng tượng như cánh tay, thịt có đều không mà thịt có chắc nữa. Ngon. Cánh gà ngon nhất là cái chóp cánh á, mình chiên nó giòn mà béo béo ngon. Chuông nữa à. Đây mà. Mời bạn nha. Cánh gà. Mời bạn nghe ngon lắm. Chấm nước mắm nè. Ê ồ nó đã. Nhất là mình phá những cái khốp bạn. Những cái khốp mà cánh gà nó có gân giòn giòn, nó đã giòn rụm luôn. Và nghe giòn rụm luôn. Đây miếng cà, cái này cà chua các bạn, nó chấm gì ăn không đã, đẹp da.
mình ăn bóc như vậy Dân Dã các bạn. Các bạn đừng nói mình bóc bị rơi rồi. Trước khi mình ăn mình đã rửa sạch sẽ rồi. Đang mình ăn xong mình rửa lần nữa là sạch trơn. Rồi mở bằng. Nói chung á, mình ăn cái gì cũng phải làm cha làm mẹ đó. Mình ăn cái gì cũng phải chừa cho con gái mình mà. Mình sẽ chừa cho con mình một phần. Mình ăn một phần rồi thôi. Thì cũng như mình lúc nhỏ thì ba mẹ mình á, đồ ngon thì để lại cho mình. Thì tới đời sau này thì mình có con, mình làm ba, thì mình ăn đồ ngon mình để lại cho con mình nữa. Đùi gà thịt nhiều quá. Ủa đùi gà, cánh gà. Quá thịt nó giòn. Nhiều khi hai cha con tâm sự à. Nói con ơi chắc sắp tới nè, hai cha con mình hết quay chung nè. Gái nói chơi qua. Gái mình nói đó. Mình nói với con gái mình nói con quay chung thì có những cô chú anh chị thích con nhiều lắm. Mà bên YouTube á thì người ta cấm không cho trẻ em trong video nên con không quay chung với ba được, nhưng con đừng buồn nha. Nên không sao, ba thì ba cứ làm đi, thì lâu lâu con lớn lớn rồi con quay chung với ba cũng sao cũng được. Nghe gái nói con cũng tội nghiệp à. Bây giờ ăn gà không muốn no luôn. Thấy ngon quá bạn, mình ăn hết một phần rau ở đây luôn. Mình sẽ chừa cho mẹ mình và baby. Thì clip của mình tới đây cũng tạm dừng luôn các bạn ơi. Thì cũng cảm ơn các bạn đã xem video mình tới đây. Nếu các bạn thấy hay, like, chia sẻ, ủng hộ mình để mình có động lực làm những video hay hơn nha. Thì cũng cảm ơn các bạn là luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Thì mình sẽ cố gắng ra thật nhiều video hay và hấp dẫn hơn nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn lại các bạn video tiếp theo sau nha. Bye bye các bạn, bye bye nha.